Thưa quý vị, năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được giao chỉ tiêu gọi hơn 1.800 thanh niên nhập ngũ. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã hoàn tất công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân đúng quy trình, chặt chẽ, chính xác. Dự kiến tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh sẽ tiến hành giao quân theo kế hoạch. Năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 16.000 thanh niên đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe. Trong đó, thanh niên phải sơ tuyển là hơn 11.700 người. Gần 11.000 thanh niên đã tham gia sơ tuyển sức khỏe. Qua khám tuyển có 1.870 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ. Theo đánh giá của Hội đồng Kỷ dục Quân sự tỉnh, chất lượng thanh niên trúng tuyển Kỷ dục Quân sự và Công an Nhân dân năm 2024 cao hơn những năm trước, cả về sức khỏe và trình độ chuyên môn. Trong số thanh niên trúng tuyển có 452 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, 28 thanh niên là đảng viên.